Chào mừng trở lại với kênh 108 TV. Mời quý vị và các bạn cùng xem bản tin hôm nay của chúng ta. Vào ngày 4 tháng 8, báo Cà Phê F có bài viết Bà Đặng Thị Hoàng Yến rút gần 2.000 tỷ đồng của tập đoàn Tân Tạo để làm gì? Bài báo cho biết tập đoàn Tân Tạo hiện là chủ đầu tư khu công nghiệp Tân Tạo 443 ha tại thành phố Hồ Chí Minh, khu công nghiệp Tân Đức 543 ha tại Long An, quần thể khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ thành phố tri thức Tân Đức ECT quy mô hơn là 1.142 ha tại Long An. Quy mô tài sản của tập đoàn Tân Tạo ITA là hơn 13.000 tỷ đồng, tập trung vào các khoản phải thu, bao gồm tạm ứng cho các bên liên quan được đề cập bên trên, và giá trị tồn kho đầu tư vào các dự án ECT Tân Đức, khu công nghiệp Tân Đức tại Long An và khu công nghiệp Tân Tạo tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, khoản đầu tư vào các công ty cổ phần Đại học Tân Tạo 812 tỷ đồng. Các khoản đầu tư liên quan đến dự án nhiệt lượng Kiên Lương chiếm tài sản lớn nhưng đang vướng mắc vào pháp lý. Một điểm đáng chú ý trong báo cáo của công ty là khoản phải thu khác tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm, từ mức 2.046 tỷ đồng vào cuối năm 2021 tăng lên 3.947 tỷ đồng. Tính tới cuối quý 2 năm 2022, tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó, chủ yếu là khoản tạm chi ứng cho bà Maya De Angelis, tên mới của bà Đặng Thị Hoàng Yến đang định cư tại Mỹ. Chủ tịch hội đồng quản trị công ty là 1.937 tỷ đồng, chiếm 56% khoản phải thu ngắn hạn khác, mục đích là để tham gia các dự án đầu tư tại Mỹ. Như vậy, bà Yến rút gần 2.000 tỷ đồng một cách nhẹ nhàng và trong khi đó, tập đoàn này nợ đầm đìa và chưa chi trả những khoản nợ cho đối tác và bị người ta kiện ra tòa. Doanh nghiệp đang dính vào pháp luật mà người chủ rút tiền một cách trơn tru làm người ta đặt dấu hỏi chấm. Bà này là ai mà miễn nhiễm với luật pháp Việt Nam? Được biết, bà Đặng Thị Hoàng Yến là người tự đệ đơn lên tòa án trọng tài quốc tế kiện ông cựu Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Bị đơn trong vụ đòi bồi thường là 2,5 tỷ đô la Mỹ. Được biết, bà Đặng Thị Hoàng Yến, cựu đại biểu Quốc hội. Vào năm 1998, lực lượng an ninh kinh tế khá chật vật trong cuộc đấu tranh với nhiều đối tượng thuộc đường dây chạy thầu một số dự án điện chuyên án AB98. Trong đó, bà Đặng Thị Hoàng Yến là chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Yến, thành lập vào năm 1997. Qua điều tra xác minh, bà Hoàng Yến đã thành lập và điều hành một đường dây móc nối vào nội bộ các cơ quan nhà nước, bao gồm Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Điện lực Việt Nam, v.v. Nhằm thu thập tin tức, tài liệu bí mật cung cấp cho tập đoàn nước ngoài là ABB đấu thầu và trúng thầu một số dự án điện lớn tại Việt Nam. Cơ quan điều tra an ninh kinh tế đã xác định các đối tượng Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Yến, Lâm Minh và Nguyễn Duy Bình, nhân viên văn phòng công ty ABB tại Việt Nam. Phạm Hữu Hòa lái xe cho ông Võ Hồng Phúc, khi ấy là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và một số đối tượng khác. Vào ngày 2 tháng 3 năm 1998, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt bí mật nhà nước trong việc đấu thầu các dự án điện, đồng thời bắt khám xét và khởi tố bắt giam ba bị can khác Lâm Minh, Nguyễn Duy Bình và Phạm Hữu Hòa về tội nêu trên theo quy định tại Điều 92 Bộ Luật Hình sự. Riêng Nguyễn Duy Bình có thêm hành vi phạm tội tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước. Vụ án này thu lại được nhiều tài liệu mật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Điện lực Việt Nam và Bộ Công nghiệp. Vào thời điểm đó, bà Hoàng Yến đã trốn, thực chất là được sự can thiệp của chấm ba chấm. Qua khai thác, cả ba bị can bị bắt đều nhận hành vi phạm tội của họ và khai báo rõ việc bà Đặng Thị Hoàng Yến móc nối chỉ đạo và bày cách lấy cắp tài liệu mật để cung cấp cho ABB. Từ đó, bà Đặng Thị Hoàng Yến đã rất quyền lực và vượt qua lưới pháp luật. Và lần này, khi bà ở Mỹ mà rút tiền Việt Nam như lấy kẹo trong túi. Vậy thế lực nào giúp bà Yến? Được biết, bà Đặng Thị Hoàng Yến có mối quan hệ gần gũi với ông cựu chủ tịch nước là Trương Tấn Sang, nên sức mạnh ngầm của bà Yến còn mạnh lắm.
Cựu Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng bị đơn trong vụ đòi bồi thường 2,5 tỷ đô la Mỹ do cựu đại biểu Quốc hội là Đặng Thị Hoàng Yến khởi kiện ra tòa trọng tài quốc tế sẽ bị tống đạt thông báo trong tòa trọng tài hôm nay, ngày 10 tháng 9 năm 2019, theo thông tin từ văn phòng luật sư của bên đơn. Vào tối hôm ngày 9 tháng 9, văn phòng công ty luật Busby của luật sư Anthony Busby tại Texas, một trong năm luật sư của bà Maya DeAngelis, tên mới của bà Yến sau khi nhập quốc tịch Mỹ, email cho VOA. Cựu Thủ tướng Việt Nam sẽ bị tống đạt thông báo trọng tài Notice of Arbitration vào ngày mai. Và như vậy, thủ tục tố tụng trọng tài sẽ chính thức bắt đầu. Trước đó, vào hôm ngày 6 tháng 9, trang PR Newswire trích thông báo của văn phòng luật sư Charles S. Kham tại thủ đô Washington. Một luật sư trong tổ hợp các luật sư đại diện bà DeAngelis cho biết đây là vụ kiện giữa nguyên đơn là tiến sĩ Maya DeAngelis. Tiến hành thủ tục tố tụng trọng tài khởi kiện, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vì làm cho công ty của bà thiệt hại 2,5 tỷ đô la về lợi nhuận và đầu tư trong dự án nhận điện Kiên Lương tại tỉnh Kiên Giang trong thời gian ông Dũng còn tại vị. Văn phòng công ty luật Busby cho VOA biết, việc ông Nguyễn Tấn Dũng hủy bỏ dự án này là hết sức vô lý và dựa trên những lý do mang tính cá nhân, chứ không liên quan gì đến nhiệm vụ của ông khi ông đảm nhận cương vị là Thủ tướng Việt Nam. Tiến sĩ DeAngelis và các công ty của bà đã đầu tư hơn 250 triệu đô la Mỹ vào việc phát triển các dự án nhiệt điện Kiên Lương và bà đang phải chịu những thiệt hại đáng kể. Và không chỉ về chi phí đầu tư và các phí pháp lý khác mà còn mất một khoản lợi nhuận khổng lồ. Công ty luật Busby cho biết thêm, bà DeAngelis khởi kiện ông Dũng thông qua Ủy ban Luật Thương mại Quốc tế của Liên Hợp Quốc là Ancitral, là nơi trọng tài giải quyết được đề nghị là tại thủ đô Paris của Pháp, theo trang PR Newswire cho biết. Trang PR Newswire trích lời bà DeAngelis nói cho biết, công ty của tôi lẽ ra thu về hàng tỷ đô la từ dự án nhiệt điện Kiên Lương. Số tiền này là cơ hội để giải quyết công ăn việc làm và giáo dục cho người nghèo tại Việt Nam và Mỹ. Và đối với tôi, thủ tục tố tụng trọng tài này không chỉ là một câu chuyện pháp lý mà nó có ý nghĩa đối với cuộc đời của tôi. Cũng theo thông báo trọng tài cho biết, vào năm 2007, ông Nguyễn Tấn Dũng đồng ý cho công ty cổ phần đầu tư công nghiệp Tân Tạo là ITA thuộc tập đoàn Tân Tạo tiến hành dự án đầu tư khu công nghiệp, nhà máy nhiệt điện và cảng nước sâu tại huyện Kiên Lương. Nhưng 9 năm sau khi thực hiện hợp đồng đó thì ông Dũng hủy bỏ dự án. VOA chưa liên lạc được với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Văn phòng Chính phủ và Bộ Ngoại giao Việt Nam để tìm hiểu về phản ứng của họ trước vụ kiện trên. Trang Việt Nam Finance dẫn lời Bộ Công Thương cho biết, nguyên nhân tạm dừng dự án nhiệt điện Kiên Lương là vào ngày 18 tháng 3 năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định 428 QĐ-TTG phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn vào năm 2011 đến năm 2020, có xét đến năm 2030, trong đó không có dự án nhiệt điện Kiên Lương. Chưa đầy một tháng, vào ngày 6 tháng 4 năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rời chính trường Việt Nam do Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm. Văn phòng luật sư Charles S. Kham còn cho biết rằng tiến sĩ giáo dục Maya DeAngelis chính là bà Đặng Thị Hoàng Yến, chủ tịch tập đoàn Tân Tạo. Truyền thông Việt Nam cho biết, bà Đặng Thị Hoàng Yến từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13 từ năm 2011. Nhưng đến tháng 5 năm 2012 thì bà viết đơn từ nhiệm và sau đó bị Quốc hội bãi nhiệm với lý do đã khai không trung thực, làm cho cử tri và tổ chức hiểu không đúng về tiểu sử và quá trình hoạt động của bản thân. Bà Mendehor, phát ngôn cho công ty luật The Busby nói với Nhật báo Người Việt tại California rằng Paris đã được đề nghị làm nơi phân xử trọng tài đó vì nó được công nhận trên toàn thế giới với vai trò nổi bật và hàng đầu về tòa trọng tài quốc tế. Tòa trọng tài Paris là nơi trung lập cho các bên khác giữa nguyên đơn mang quốc tịch Hoa Kỳ và bị đơn mang quốc tịch Việt Nam nhằm giải quyết tranh chấp hiện tại. Ông ta, tức là Nguyễn Tấn Dũng, có thể lựa chọn xuất hiện hoặc không tại phiên tòa, nhưng cho dù có hay không, vụ kiện vẫn diễn ra. Khi được hỏi liệu chính phủ Việt Nam hay thủ tướng đương nhiệm là ông Nguyễn Xuân Phúc có là một phần trong bị đơn hay không, bà Or nói cho biết.
Tùy thuộc vào việc ông Nguyễn Tấn Dũng có quyết định cho luật sư bào chữa của ông triệu tập đương kim thủ tướng là Nguyễn Xuân Phúc hoặc hệ thống chính quyền hiện tại của đương kim thủ tướng hay không. Trong một vụ kiện khác tại Houston, trang Associated Record cho biết, bà DeAngelis rời Việt Nam vào năm 2012 và nhập quốc tịch Mỹ vào năm 2015. Bà vốn là người sáng lập công ty ITA từ năm 1993 và giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị ITA kể từ năm 1996 và tới nay dù vắng mặt tại Việt Nam. Bà hiện vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị Trường Đại học Tân Tạo, từng là chủ tịch của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ, và thành viên của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh, Ủy ban Kinh tế Xã hội Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, ESCAP, thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN, ASEAN BAC, thành viên của Chương trình Nghị sự Toàn cầu Khu vực Đông Nam Á của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Và bà cũng là chị của ông Đặng Thanh Tâm, một nhà kinh doanh bất động sản và cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam. Luận văn tiến sĩ vào tháng 4 năm 2019 tại trường University of New England của bà Đặng Thị Hoàng Yến có tựa đề Sự cần thiết phải cải cách giáo dục đại học Việt Nam để phù hợp với nhu cầu của nhà tuyển dụng. Các dữ liệu quyên góp bầu Tổng thống Mỹ vào năm 2016 cho biết bà DeAngelis sống tại thành phố Houston, Texas, có đóng góp cho cuộc vận động bầu cử của Tổng thống Donald Trump. Từ khi bị bãi nhiệm, truyền thông trong nước gọi bà Yến là đại biểu quốc hội mất tích. Công ty cổ phần đầu tư và công nghiệp tân tạo ITACO của bà Đặng Thị Hoàng Yến có tên nước ngoài là Maya DeAngelis vừa có đơn kiện trị giá 1 tỷ đô la Mỹ với chính phủ Việt Nam, theo Hiệp định Thương mại song phương giữa hai nước Việt và Mỹ. Thông cáo báo chí của công ty ITACO hôm ngày 5 tháng 7 cho biết, công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam này hiện không còn lựa chọn nào khác phải khởi kiện chính phủ Việt Nam sau khi phía Việt Nam đòi bác các tài sản trị giá hàng tỷ đô la vì ITACO không trả một khoản nợ là 900.000 đô la liên quan đến một thầu phụ của ITACO, trong khi ITACO không hề có liên quan đến hợp đồng đó. Cuối tháng 6 vừa qua, báo chí Việt Nam loan tin cho biết Chủ tịch Hội đồng Quản trị của ITACO là bà Yến đã gửi đơn kêu cứu gửi lãnh đạo nhà nước. Và theo đơn này cho biết, bà Yến cho biết vào tháng 5 và tháng 6, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, HOSH, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã gửi nhiều công văn yêu cầu Tân Tạo công bố thông tin tòa án mở thủ tục phá sản và quyết định mở thủ tục phá sản số 56 vào ngày 25 tháng 1 năm 2018 của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xây dựng là Quốc Linh. Theo bà Yến, Công ty Quốc Linh trước đó đã yêu cầu mở thủ tục phá sản nhằm buộc Tân Tạo phải thanh toán 21,34 tỷ đồng gồm cả lãi và nợ gốc theo bản án được tòa án xét xử từ năm 2017. Cũng theo bà Yến cho biết, hợp đồng giữa Quốc Linh với Vietnamland liên quan đến vụ kiện này không liên quan gì đến Tân Tạo. Tổng giám đốc Vietnamland và chồng cũ của bà Yến có tên là Jimmy Trần hiện đang bị truy tố về tội lừa đảo. Trong thông cáo báo chí mới, bà Yến khẳng định đơn kiện mới là kết quả của một loạt những vụ tấn công từ cựu Thủ tướng Việt Nam là Nguyễn Tấn Dũng và hệ thống tham nhũng tại Việt Nam nhắm vào các công ty thuộc ITACO. Trong thông cáo này, bà Yến cũng nhắc lại việc bà đã từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam đại diện cho Đức Hòa hồi năm 2011. Bà nói cho biết, trong thời gian là đại biểu Quốc hội, bà đã cho thấy một hệ thống tham nhũng liên quan đến cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lên tiếng mạnh mẽ. Vì lý do đó, theo bà bị Quốc hội Việt Nam bãi nhiệm. Theo thông tin từ phía Quốc hội Việt Nam cho biết, được báo chí nhà nước đăng tải hồi năm 2012, bà Yến đã bị Quốc hội bãi nhiệm vì khai man lý lịch. Hồi năm 2019, bà Yến, công dân Mỹ từ năm 2005, cũng đã từng khởi kiện ông Nguyễn Tấn Dũng ra tòa trọng tài quốc tế, với lý do ông Dũng đã khiến công ty của bà Yến bị thiệt hại 2,5 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận trong thời gian ông Dũng là thủ tướng. Ông Dũng bị bà Yến cáo buộc đã hủy bỏ bất hợp pháp thỏa thuận xây dựng, sở hữu và vận hành dự án nhiệt điện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Bản tin của chúng ta ngày hôm nay đã kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh. Chúc quý vị một ngày mới an lành.